Trước thêm, vòng 2 bầu cử tổng thống Brazil dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Ứng cư viên cánh tả Lula da Silva cùng đương kim tổng thống Jair Bolsonaro đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Cuộc tranh luận diễn ra tại Sao Paulo và được hãng truyền hình TV Bandeirantes tổ chức. Tại cuộc tranh luận, các ứng cử viên đã đưa ra các quan điểm và phản biện về công tác điều hành chính phủ trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, khiến hơn 687.000 người tử vong ở Brazil, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Theo kết quả thăm dò dư luận mới được công bố ngày 14 tháng 10, cựu Tổng thống Lula da Silva hiện dẫn trước với 49% số phiếu ủng hộ, trong khi Tổng thống Bolsonaro thuộc cánh hữu giành được 44%. Tại vòng bầu cử sắp tới, ông Bolsonaro sẽ cần phải nhận được thêm 6 triệu phiếu bầu nữa để có thể chiến thắng, trong khi ông Lula cần 1,2 triệu phiếu để có nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Trước đó, nhà lãnh đạo cánh ta này từng giữ cương vị tổng thống Brazil giai đoạn 2003-2010.